Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Chúng ta đến với cuốn video tiếp theo giao lưu với nhà vườn Hùng Vĩ Bonsai, địa chỉ xã Quát Quế, Hoài Đức, Hà Nội. Vâng, một người chuyên mảng bonsai nhỏ và mini kết hợp với những cái tiểu cảnh như đá, cổng làng, nhà cổ. Những cái pho tượng. Và điện thoại của anh là cũng chính là số Zalo luôn, 0966 528 638. Và anh Hùng Vĩ Bonsai còn có một cái nickname Facebook cũng như là YouTuber của anh, một cái kênh mà có tên là Nhà Vườn Hùng Vĩ. Giá rẻ, chia sẻ, đam mê. Chúng ta có thể đến với kênh YouTuber Nhà Vườn Hùng Vĩ và Facebook Nhà Vườn Hùng Vĩ để cùng tham khảo và giao lưu. Chương trình thực hiện được kênh qua Hương Sắc Độ Sinh sẽ đăng tải những cái video ngày hôm nay bổ sung cho những cái tác phẩm mới của anh. Vâng, và bây giờ chúng ta tiếp tục đến với một cái mâm xoay để anh Hùng Vĩ Bonsai giới thiệu, chia sẻ với chúng ta này. Đây là một tác phẩm cây sơn liễu. Và một cái tiểu cảnh rất đơn giản phía dưới. Nó như là nếu mà cái cây rêu mịn tít đấy, màu xanh thì nó như là một cái thảo nguyên đấy ạ. Điểm vào những cái viên đá. Dáng cây sơn liễu rất là bay, lá nhỏ. Khung xương cũng khá là dày, cái xương rằm này, và một bức tượng Thích Ca Mâu Ni nó đang ngồi cái kiểu như ngồi thiền, đúng không anh? Vâng. Đấy. Một cái khay hình bầu dục với cái kích thước anh đo này, đo cái kích thước khay là anh em sẽ đoán được ra cái vóc dáng cây. 50-35. Và khay bầu dục 50-35. Chiều cao cây là đi 30. Đúng không? Vâng, anh quay từ từ hộ. Rồi. Đấy. Rất nhẹ nhàng, khay mỏng, đúng không? Khay này khay tàu thì phải. Yeah. Thế thôi, cái này là chơi mình giữ ẩm cái này nó lên. Mà anh sơn liễu thì nắng chịu nắng gió rất tốt. Yeah. Và ngược lại thì rất chậm lớn. Đấy. Bộ khung mà lá nó cứ nhỏ như này thôi. Đây. Đọt đỏ, đọt đỏ đúng không? Đọt đỏ. Đọt đỏ lá nhỏ này. Chơi nó thấp thoáng. Đẹp. Với giá bao nhiêu anh? Anh sẽ giao lưu giá 1.600.000 ạ. 1.600.000. Và tôi lấy cái ảnh cây này này. Rồi anh bỏ tay chụp nhá. 1.600.000. Xong rồi, sơn liễu. Rồi anh chuyển đi. Thôi tôi quay cho cái tỉa nhá. Được rồi anh cứ tỉa đi. Mấy cái tay phất phơ anh Hùng muốn cắt bỏ đi. Chúng ta đến với một cây dưới mà có một cái bệ khá là đẹp nha. Bệ gần như là hết chiều dài của cái chậu rồi. Đấy. Vừa rồi anh thấy này, cây này có hoa quả gì chưa? Cháu nghĩ giờ nó đang chắc là chuẩn bị ra vụ ạ. Và có dâu là có đấy. Vâng. Lá xanh. Bệ trải dài hết nhỉ.
Rồi, bệ rất to. Chơi một thời gian một vài năm nữa cái tay chi nó to hơn nữa là rất tuyệt vời đấy. Trên một cái chậu chữ nhật. Chậu 40. 42 25 ạ. Vâng, chậu chữ nhật 40 25. Chậu Đồng Nai. Vâng. Đẹp, phải sẵn chơi rồi. Cái chậu này đã 500 rồi. Vâng. Được đấy. À, tất nhiên một thời gian nữa nó phun râm ra còn dày hơn. Vừa chơi vừa hoàn thiện. Vừa chơi vừa chặn. Cứ rông lên lại chặn xuống thôi. Thì nó sẽ nảy râm. Với giá bao nhiêu anh? Cái này cháu giao lưu cả chậu là 2 triệu 2 ạ. Vâng, 2 triệu 200. Nhà vườn Hùng Vĩ Bonsai thì là báo giá tại vườn nha các bác. À, chúng ta xa thì mất thêm chút tiền ship. Mà gần mà các bác còn đến đây ấy, thì cái tiền ship được miễn thì anh sẽ có khuyến mãi. Không phải đóng hàng. À, nó cũng là cái thuận lợi nếu các anh em ở gần vài chục cây số có thể đi xe máy đến để giao lưu trực tiếp luôn. 2 triệu 200. Vâng, rồi cảm ơn anh. Vâng, chúng ta di chuyển tiếp đến một cái cây tùng cối này. Đấy, cũng ở trên một cái khay bầu dục khá là mỏng. Đấy. Ôi, cái viên đá này hay nhỉ, viên đá này như là viên đá nó có các cái ngấn như là ngấn nước biển này. Nó gọi là đá hình như là đá cái này cổ thạch. Theo tôi thì nó là viên đá cổ thạch đấy. Nó sớ ngang quá. Vâng, thứ ngang mà cổ thạch mà. Rồi đấy, cái viên đá cổ thạch và có một hai viên nữa điểm vào cũng tạo thành cái nét rất là tự nhiên. Rêu là đang lên rất nhiều rồi. Nhỏ nhưng mà cũng khá là cao tuổi rồi các bác ạ. Cây tùng cối đã già đanh rồi. Tùng cối nằm ở đâu? Rồi. Cây 42 28. Vâng, 4228 bầu dục à. Chiều cao 35. Ok rồi. Đấy, cứ cho đi một vòng nữa đi. Đang lấy cái bóng tổng thể đất. À. Với giá giao lưu nào anh? Cháu giao lưu giá 1,5 triệu ạ. Và 1.500.000. Rồi, chuyển nhá. Vâng, nói về hàng mini thì đây là những cái cây mà kết hợp với những cái nhà xưa, nhà rơm rạ, lập rơm lập rạ. À, đây là cây anh đang lấy là cây tùng cối đúng không? Và bên này là một cây hồng ngọc mai. Đấy. Cũng khéo nhỉ. Cái đất nó nằm ở trong cái bụng này luôn đấy à? Vâng. Hay là nó đến chỗ nào anh? Nó nằm trong một vùng này bạn. À, xuống cả dưới phía dưới của căn nhà. Không ạ bác, nó chỉ được. À, đến chỗ đấy thôi à? Nhưng cũng thoải mái vì những cây này cháu toàn kỳ những cây nó cần ít đất. Rồi, vì cây nó tầm nhỏ, cây mini mà. Ừ. Nó già ở trong gian là mình chỉ cần giữ cái khung ấy thôi. Khung rồi. Ừ. Được. Tùng cối và mai hồng ngọc. Bao tiền một cây anh? Cháu giao lưu giá 350 một cái tách gọn này không? 350.000. Gọn gàng nha. Vâng. Sau thời gian những cái nhà này nó lên rêu nó nhìn nó sẽ cổ. Vâng, cái đế nó sẽ lên rêu đấy. Vâng. Rồi nó ẩm mà. Đế này bằng xi măng các bạn. Xi măng thì nó sẽ lên thôi. À. Cái nhà là làm liền với cái đế ạ. Vâng, liền với cái đế ạ. Cái chỗ này là một khối. Vâng. Được rồi. Tức là nó liền khối tất. Vâng. Rồi, cảm ơn anh. 350.000 à? Vâng, một tác phẩm ạ. Anh đặt lên bàn tay à. Đấy, các bác cảm nhận nhá, rất nhẹ nhàng. Để góc bàn trà được ấy. Rồi, chuyển nhá. Chụp ảnh hình này nhá. Rồi, xong rồi tôi gửi cho anh. Chụp về. Rồi, chuyển đi. Và cũng nói về dòng mini thì lúc nãy là chúng ta thưởng thức cây hồng ngọc mai. Cây tùng cối. Và cây tùng cối thì đây là cây sam hương này. Chắc là giá cũng thế phải không anh? Vâng ạ. Cũng là 350. 350 ạ. Ok.
Thì anh có làm bán những cái ví dụ như cây chậu mà đang trồng cây này kết hợp với cái nhà nhà lá này không? Nhà Có bác danh. ạ. Thì Chậu bao nhiêu này thì tiền? cháu giao như giá 150 một cái. 150. À, cứ ai điện đến thì bác anh sẽ cho vào cái hộp xốp là chuyển đi thôi. Về anh em mình có cây gì nó hợp với trồng ở Vâng. đấy. Giá 150 ở phía dưới có đáy thoát nước nào. Có ạ. Có. À đây. Rồi, ok rồi. Hay đấy nhỉ. 150. Đấy, mà mua cái tác phẩm này là 350. Cái cây 200.000. Được. Nhỏ nhắn xinh xắn. Đấy, nó lên rêu mốc lên là tuyệt vời. Ok, rồi chuyển nhé. Và chúng ta đến với một cây tùng La Hán này. Đấy. Phảng phất là giáng long anh ạ. Rồi, giá nông ạ. Rồi. Cây tùng tầm nhỏ, một người bê nhẹ nhàng. Chậu này là chậu gì của Quảng Quảng Ninh cũng đông chiều cũ sao ấy. Đúng rồi, chậu đúng, đúng rồi. Chậu đẹp thế nhỉ? Vâng. Chậu này là số Các 1 góc nó đều có cái khảm sứ thì phải. ạ. Anh quay bốn chiều, bốn bốn bức. Bốn bức cảnh. Cảnh đúng cảnh Hạ Long Quảng Ninh. Đấy. Đúng rồi. Bốn bức đều như nhau, cảnh như nhau. Rồi. Chúng ta quay trở lại với cây tùng này. Đấy, giáng long. Cái này già lắm, già mốc nó lên đến tận này. Rồi. Cái này cũng trồng chậu lâu rồi Để chúng ta chậu lâu rồi ạ. đấy. Tháo dây được rồi anh ạ. Vâng, đủ bốn tay một ngọn. Anh nào bác nào mà giao lưu thì trước khi chuyển cho người ta anh tháo bấm ở hết dây Vâng rồi. vâng. Chứ về người ta lại mất công bấm mà bấm lại những người lại không cẩn thận phát nó lại ảnh hưởng đến cây của Vâng. mình. Được đấy. Trước lúc chuyển cho khách là bóc hết dây. Với giá bao nhiêu anh nhỉ? Chúng ta lưu giá 1,5 triệu. Và tốt quá nhỉ. Đấy. 1,5 triệu. Trước khi giao cho khách thì bấm dây và chỉnh trang lại. Đúng không anh? Cho nó gọn tán. Rồi, ok. Và trước khi kết thúc cuốn video này, anh em thưởng thức một cây vối này. Và chơi bonsai lấy cũng có lá vối để giải khát nhé. Cây vối có cái đường đi của thân rất là đẹp. Già quá. Cháu Và cắt nó bận độc rồi đấy. Đây, đang bận độc rồi. rồi rất là kỳ dị đây. Đấy. Từ hai thân lại chập vào là một, từ tách đôi lại chập vào là một, mà cái vị trí nó lại có cái rễ phụ ở bên này. Vâng. Đấy, rất hay ở cái chỗ này, trở thành hai điểm tiếp đất. Đấy, một điểm là gốc cũ này, bên này là cái rễ buông này. Đấy, sau đó đưa lên những cái nét chấm phải những cái cung của thân. Vừa chơi vừa còn thám thức uống. Rồi, thế thì cái này đoạn sau anh thiết kế cái ngọn của cây này ở đâu? Vâng, đây. Mầm này lên cho nó ngọn. À, đánh chỗ vào. Vâng, 1, 2, 3, 4, 5. Đây nó cũng mầm đây rồi. Rồi. Cây này về các bác vừa chơi vừa hoàn thiện nốt. Nói chung cây dòng dòng này lá uống thì cũng vừa chơi vừa nào ạ. Vâng, cứ dăm bảy cái lá vứt vào cái phích là ta được một ấm nước Vâng. vối rồi, đúng không? Bao nhiêu tiền cây này anh? Cái này cháu giao lưu cả chậu là 2 triệu ạ. Rồi, 2 triệu. Chậu này chậu Chậu bát tràng đúng không? Bát Tràng, nhưng loại này nó dày rợm này. Vâng, loại này dày. Phúc Lộc Thọ. 35 ạ. Rồi, chiều cao 35. Để cái cốt đẹp cho còn tay cái ngọn mình làm nốt. Cái chính là cái thân cốt chỗ Vâng. này. Bắt đầu tính hình ảnh này đẹp, nhìn đẹp. Rồi còn phía Cái trên này này chỉ thì chúng cắt ta từ vừa đây làm. thôi ạ. Ừ. Để cho nó già nó to nên xong Vâng. cắt. Cho nó khỏe cây. Với giá là 2 triệu. 2 triệu. Rồi, anh di chuyển nhé. Bê một mình đúng không? Vâng, bây giờ Đỗ Sinh dừng cuốn video này, chúng ta chuyển sang một cuốn thứ ba nữa. Những cái cây mà sẽ quay trực tiếp trên giá để giao lưu với các bác. Nhà vườn Hùng Vĩ, địa chỉ ở xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội.